Thưa quý vị, cùng với người dân cả nước, người dân thành phố Đà Nẵng tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tôi thấy là cái hội nghị lần thứ 15 cuối cùng của Ban chấp hành khóa 12 là đã đề ra và công tác chuẩn bị rồi, công tác nhân sự, công tác quan chuyện phải nói là lần này được mọi người dân tin tưởng rằng và mong muốn rằng là cái đại hội qua đại hội lần thứ 13 này là chúng ta đã thành công tốt đẹp. Cứ mỗi kỳ đại hội là Đảng ta đã lãnh đạo điều hành đất nước giành những cái thành tựu mới. Phải nói là rất là đất phấn khởi trong những nhiệm kỳ qua. Và hy vọng rằng cái nhiệm kỳ 13 lần này thì Đảng ta sẽ có những cái bước đột phá mới trong cái việc phát triển đất nước và đưa cái đời sống của nhân dân ngày càng phát triển đi lên. Và mong rằng cái vị thế của Việt Nam chúng ta ngày càng khẳng định hơn trên trường quốc tế.